Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình quay cái clip này. Mình đi trồng được một mớ rau này. Mình mua cái nhà này được 2 năm rồi mọi người. Mà năm rồi á, mình cũng bị cái này nè. Mình trồng rau xong tới ngày mình ra cắt á, cái mọi người biết cái con cào cào không? Việt Nam mình kêu bằng con cào cào á. Rất là nhiều luôn nha mọi người, nó xanh, nó đẻ em bé rồi nhỏ 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 nhỏ, nó ăn hả, nó ăn, nó cắn, nó ăn sạch rau của mình luôn. Mà năm rồi mình không có rau ăn luôn, mà năm nay bây giờ rau mình cái lá được bự như vậy nè đó, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó kéo về nữa rồi đó. Nó kéo về nó ăn như thế này nè đó. Bây giờ sáng nay mình ra mình cắt rau ăn, bây giờ mình thấy là tình trạng như vậy nè ha. Bây giờ mình sắp sửa mình sẽ không ăn được nữa nè, nhìn đi. Mà mình giặt ra nó đang nhảy 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 nhảy, cái con nhỏ 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 rất là nhiều đó. Năm rồi mình không có rau ăn, bây giờ mình ra mình cắt, để mình coi cái nào còn được thì mình ăn, nhưng mình không biết phải làm sao. Mình tưởng trồng rau này á, thì nó dễ lắm, mà không ngờ á, có được ăn đâu. Bây giờ mình phải làm sao đây? Này, bên đây này, cái chỗ này là nó ăn hết luôn, nó ăn không còn nữa luôn này. Nhìn đi, nhìn rau rồi cái mùi á, có thể là nó ăn xong rồi nó đái, nó tiểu lên nó gì á, nó rất là khai luôn cái lá rau mình này. Làm sao mà ăn được này? Nó có ai biết cái cách nào không, cái cách nào để chỉ cho mình? Mình nghĩ ăn mấy cái rau này trồng xong á là rất là dễ, chỉ cần ra cắt là ăn thôi. Nhưng mà này, cái khúc này là nó ăn rụng lá hết trơn luôn, buồn ghê. Chỉ còn một cái chỗ này, một nhóm này thôi, nhưng mà bắt đầu thấy không, nó cắn nè, lỗ 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 hết á. Này này đó, bắt đầu sẽ không được ăn nữa. Bây giờ mình sẽ tiễn đi, mình lựa cái nào mà còn ăn được thì mình sẽ cắt, còn không được thì phải chịu, hơi buồn quá. Đó, mình chỉ mới bắt đầu trồng thôi nha. Từ bên đây này, giờ mình trồng mới húng cây nha mọi người, coi này, nó ăn này, nó bắt đầu nó ăn này ha, con cào cào á nha, nó nhỏ 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 mà nó rất là nhiều luôn. Bây giờ nó đang ăn này, ai mà có biết cách nào nó chỉ cho mình, cách nào mà dễ nhất á, thấy không? Bây giờ này nó tơi tả luôn, không được ăn gì hết luôn, buồn quá. Bây giờ mình để mình quơ thử coi cho mọi người coi, cho nó nhảy lên nha. Mình sẽ quay cho mọi người coi một con mình kiếm này. Hồi sáng nãy mình xịt nước mình thấy nó nhảy ra con nhỏ 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 nhiều lắm nha. Đó, đám rau của mình tiêu hết luôn, buồn quá. Bây giờ kiếm được cái nào ăn được thì ăn thôi, còn bao nhiêu thì nó ăn hết thì thôi, chứ biết sao giờ. Có ai biết cách nào mà để cho con cụt cào nó đi, nó bỏ đi, nó không đến nữa đó, thì chỉ cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha.